Liên quan đến vụ ông trùm điều đào tra tấn dã man thiếu nữ 17 tuổi, đến ngày 31 tháng 1, Công an huyện Ea Hơ Leo, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố thêm bị can Phạm Tấn Cường, 24 tuổi, ngụ thị trấn Ea Trăng, huyện Ea Hơ Leo, và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, ngày 22 tháng 1, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Huy Thái, 24 tuổi, ngụ thị trấn Ea Trăng, cùng về hành vi trên. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Thái và Cường cùng nhau tra tấn, đánh đập dã man em Nguyễn Thị Như Quy, 17 tuổi, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, Thái là chủ mưu, Cường là đồng phạm.